phân luồng giao thông thi công siêu sân bay Long Thành. Đồng Nai vừa phân luồng lại giao thông, đóng một đoạn hương lộ 10 qua khu vực công trường sân bay Long Thành để đảm bảo thi công. Ngày 16 tháng 11, trao đổi với phóng viên báo giao thông, ông Nguyễn Bôn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết đã chính thức đóng một đoạn hương lộ 10 trong phạm vi thi công dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành để đảm bảo an toàn thi công. Theo đó, đoạn đường bị đóng bắt đầu từ khu vực phía dưới hầm chui đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến ngã ba rẽ vào xã Suối Trầu Gỗ. Từ ngày 15 tháng 11 sẽ không cho bất kỳ phương tiện giao thông nào lưu thông ngoài các thiết bị, phương tiện phục vụ thi công dự án sân bay. Các phương tiện khi qua đây sẽ lưu thông từ hướng trung tâm huyện Cẩm Mỹ về huyện Long Thành. Khi đến ngã ba giao với hương lộ 10 mới thì rẽ phải để ra tỉnh lộ 769 tiếp tục lưu thông. Phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 769 theo hướng từ quốc lộ 56 về huyện Cẩm Mỹ không được rẽ vào hầm chui đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để vào hương lộ 10 như trước, đi qua một khu vực đang thi công sân bay. Đến đây, các loại xe tiếp tục đi trên tỉnh lộ 769, đến ngã ba giao với hương lộ 10 mới thì rẽ phải vào.